Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến. Chúc các bạn một ngày mới ở quê nhà nhiều may mắn. Bà con kiều bào ở xứ người, sau một buổi chiều, sau một ngày làm việc, trở về với cuộc sống gia đình cũng được nhiều may mắn và niềm vui. Nhìn chung thì xã hội quanh ta thì nó cũng như vậy thôi. Mỗi ngày như mỗi ngày, cuộc sống thì người ta vẫn tất tần tật. Ở bên Mỹ thì bây giờ là những cái ngày tháng cuối năm, hai cái bắt đầu từ tháng 11 là bắt đầu người ta đã chuẩn bị nhộn nhịp. Anh chị em các bạn biết Mỹ cái lễ của nó ăn lễ lớn lắm. Nó tranh thủ, nó làm tất tần tật quanh năm suốt tháng. Cuối năm là nó chuẩn bị mua sắm, nó trở thành cái truyền thống rồi. Các bạn biết Mỹ nó tập cái người dân họ sống, họ trở thành giống như cái thói quen. Cuối năm là phải chi tiêu, phải mua sắm và quà cáp mọi nơi hết. Là họ không có tiền thì họ cũng phải gắng làm sao cho nó có đủ cái số tiền để đặng họ mua rồi sang năm rồi tính tới. Các bạn biết đời sống ở Mỹ nó như vậy đó. Nó gọi là ăn trước trả sau mà. Và cái tụi marketing của Mỹ nó cũng vậy. Nó analyze cái thị trường, thì nó xem coi bà con mua sắm như thế nào để đặng mà nó mua bán. Các bạn biết cái thằng tư bản nó khôn lắm. Nó làm sao cho cái người dân đó, cái dân lao động đó, nó lôi cái người, nó làm cho người ta bị lôi cuốn vào cái dòng xoáy của nó, là mình phải làm. Nó tạo công ăn việc làm cho mình làm, nhưng mà nó tạo ra cho mình để mình rồi xong rồi đó, mình có đồng tiền rồi xong rồi đó. Nó làm cho mình phải chi tiêu. Nó hay cái chỗ đó, các bạn thấy cái thằng tư bản nó hay cái chỗ đó. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Cho nên mình sống ở cái xứ mà gọi là tư bản đó, các bạn không cẩn thận thì mình sẽ bị vướng vào trong cái dòng xoáy của nó. Rồi cả cuộc đời của mình cứ làm rồi lanh quanh lẩn quẩn, rồi cứ trả nợ, làm tất tần tật, rồi chi phí cái này chi phí cái nọ. Nếu mà mình không kiềm chế được thì mình lâm vào trong nợ nần. Thì các bạn thấy đó, cái cuộc sống nó cứ lẩn quẩn lanh quanh như thế. Thì đa số thì những người Việt của mình, các bạn biết khi đất nước mà khó khăn nghèo khổ, người ta qua ra đi, người ta tìm được cái những cái vật chất, họ làm rất là vất vả. Chào Quy Nguyễn, chào anh xem các bạn trong diễn đàn. Các bạn biết họ làm rất là tất tần tật, làm từ sáng cho tới chiều tối. Mấy ngày này là các bạn biết họ tranh thủ làm overtime, làm thêm giờ, làm ngoài giờ, làm cuối tuần, làm coi như là họ để đặng họ kiếm tiền mà, để đặng tranh thủ mà. Đó. Tranh thủ để đặng mà cuối năm, để đặng mà nghỉ phép, để đặng mà xài. Đấy. Cho nên khi mà họ làm, họ có được cái vật chất vậy đó, họ cảm thấy họ thoải mái và họ hạnh phúc. Và bên cạnh đó có một số người thì họ có cái vẻ giống như là cực đoan, họ không thích chính quyền hay là họ bất mãn cái chế độ Việt Nam đó. Khi họ bỏ nước đi ra đó, thì họ quay lại họ chê và họ chửi và họ nói xấu quê hương của mình. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Đối với tôi đó là một cái xấu của người Việt của mình. Cái người Việt mình có cái dở hơn những cái cộng đồng của sắc dân khác. Họ vượt những cái sắc dân khác, dù họ nghèo, họ khổ, họ bỏ nước ra đi. Nhưng mà tôi vào trong những cộng đồng của họ, tôi không thấy họ không có loạn như kiểu như cái cộng đồng của người Việt của mình. Trên mạng cũng vậy, ngoài đời cũng vậy. Cái người Việt của mình lạ kỳ. Bởi vì tại sao mà khi mà tôi qua Mỹ, anh chị và các bạn biết tôi sống trong cái cộng đồng của người Mỹ, và tôi được lớn lên trong cái cộng đồng của cái người Mỹ và những cái sắc dân khác, nó rất là hay. Còn vào trong cái cộng đồng của người Việt của mình, hỡi ơi cái đường đời. Vô đó nhiều khi mình chỉ muốn vô đó, mình chỉ đi ăn bắp phở hay là mình muốn đi chợ để nhìn thấy cái con người Việt Nam thôi. Nhưng mà hỡi ơi, nó phức tạp lắm.
nó rất là phức tạp. Tôi nói là người Việt ở nước ngoài thôi đó. Các bạn thấy, bởi vì mấy ông mà chống cộng cực đoan, mấy ông ghét tôi, mấy ông thích, tại vì họ không thích mình, không thích lại mình nói cái tiêu cực của người Việt ở hải ngoại. Họ chỉ muốn nói lên những cái gì, những cái đánh bóng về những cái vật chất, những cái chủ nghĩa vật chất ở bên Mỹ thôi, nhưng mà họ không dám nói về những cái mặt trái của cái tiêu cực mà trong cái cộng đồng, cái xã hội, cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cái người Việt của mình khó lắm, tôi nói anh chị các bạn biết, tôi chơi rất là nhiều với những cái cộng đồng sắc dân khác, tôi không sợ phiền phức hay những cái phức tạp, mà chơi với cộng đồng người Việt mình, oh my goodness, vô cùng phức tạp. Nó có thể nói là rất là khó, bởi vì cái văn hóa và cái lối sống của người Việt của mình sống mình còn coi trọng cái vật chất quá, mình đặt nặng về vật chất nhiều quá, mình đặt nặng cái vật chất, cho nên cái chủ nghĩa vật chất mình tôn thờ nó khủng khiếp. Cho nên các bạn thấy mấy thằng mà chống cộng cực đoan lên mạng rồi nha, nó làm thấy má nó nhìn nó không ra luôn, mà nó lên mạng lúc nào nó cũng nổ. nó nổ nhiều lúc tôi ngồi tôi nghe tôi chỉ biết cười thôi à. Thiệt á, nó nổ, mà nhiều lúc hôm qua Duy Nguyễn cũng trải nghiệm, nó kêu mình vô đi để đặng mà tranh luận với thằng đó, thấy thằng đó sao? Tự nhiên mình cũng không muốn tranh luận tụi nó, tại vì cái bản tánh con người nó như vậy rồi, có nói với nó cỡ nào thì cũng nó cũng vậy, tại nó cái lối sống của nó như vậy rồi. Nhưng chắc Jason Bùi đồ, Hải Nguyễn đồ, mấy thằng đó nó nói chuyện nhiều lúc mình ngồi đó mình chỉ biết cười thôi chứ không biết nói gì nữa luôn. Mấy tụi nó quan tưởng, các bạn biết nó quan tưởng. Cho nên tôi thấy thời buổi bây giờ tôi chỉ lên đây làm sao tuyên truyền để cho các bạn thấy được cái mặt trái và mặt phải của một cái xã hội của đất nước tư bản, và để các bạn nhìn thấy và biết phấn đấu ở quê nhà, biết phấn đấu hơn, có cơ hội đi ra nước ngoài được thì tốt, để mình học hỏi những cái hay, những cái tốt của người ta. Nhưng không phải mình đi ra nước ngoài mình học được cái hay cái tốt đó rồi mình quay ra mình chê bai, mình chỉ nói xấu quê hương của mình, thì cái đó tôi nghĩ là không nên. Cái đó là cái tánh rất là xấu. Ngay cả người dân bản xứ họ, khi mà họ hiểu được mà mình có những cái lối sống vậy, họ cũng khinh mình đó. Chứ họ không có khen đâu. Tôi nói thật đấy, tôi sống với tụi Mỹ tôi biết nữa. Những cái con người như vậy đó, cái tụi Mỹ nó cũng không thích chơi, tại mấy người vậy nó gọi là low class, những thành phần như vậy đó, nó gọi là trong cái xã hội nó thành phần đó nó gọi là rất là thấp kém. Họ chỉ cảm thấy họ cao hơn trong cái cộng đồng của người Việt thôi, nhưng mà họ khi họ bước ra khỏi cộng đồng người Việt, cái cách hành xử của những cái thành phần mà chống cộng ở bên Mỹ đó, nó rất là low, anh chị các bạn biết, nó rất là thấp kém, nó lùn. Cái văn hóa của nó rất là lùng, nó không tiếp thu được. Thành ra nhiều khi mình lên này mình chia sẻ để đặng mà thấy được cái mặt trái và mặt phải, thì các bạn có cơ hội, có điều kiện, tôi cũng khuyến khích các bạn đi ra nước ngoài để mình học hỏi, rồi sau này mình có được những cái kinh nghiệm sống đó, mình trở về với quê hương của mình, mình phục vụ tổ quốc của mình, mình phục vụ cái đất nước của mình. Không có nơi nào bằng cái quê hương, tổ quốc, đất nước của mình hết. Tôi bảo đảm với anh chị em các bạn, dù ở ngoài nước Mỹ này, anh chị em các bạn nhìn thấy nó rất là hào nhoáng, xe cộ, đường xá, mọi thứ nó rất là bề bộn, nhìn thấy ô như là một cái thiên đường vậy. Nhưng mà các bạn biết sao cái quy lăng, sao cái tay lái đó, thì nó là cuộc sống rất là tất tần tật. Nó là một cuộc sống cần phải là phải phấn đấu. Cái xứ tư bản là phải phấn đấu, chứ không phải tàn tà 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 tà, chứ không phải như Việt Nam
vừa làm muốn nghỉ nghỉ muốn chơi chơi, bữa nay làm ngày mai thôi hơi hơi nghỉ đóng cửa đi chơi, bữa kia là về làm tiếp, nó không có như vậy rồi. Làm ăn cái gì cũng vậy, làm cho công ty cũng vậy, nó có giờ giấc, nó có một cái phương pháp, nó có một cái quy định rõ ràng, một cái luật lệ rõ ràng hết. Giờ giấc nó cũng đâu ra đó hết. Còn mình đi làm cho người ta, còn hay là mình đi làm công, mình làm hàng riêng cũng vậy đó. Mình cũng phải có một cái commitment, là một cái sự hứa nguyện, nó đâu ra đó. Chứ không phải mấy anh mình nghĩ rằng ô tôi ra kia tôi mở cái cửa tiệm hay là cái nhà hàng hay là cái chợ là tôi muốn làm gì tôi làm. Các bạn biết bên này khách hàng đó là thượng đế mà. Khách hàng đó là number one, cho nên mình mà ứng xử không đúng thì làm sao mình có khách hàng. Các bạn thấy không, cũng phải chiều chuộng khách hàng để đặng mà được cái lợi nhuận, chứ đâu phải giỡn đâu. Chứ đâu phải giống như là một cái bánh vẽ đâu. Cuộc sống các bạn biết, cái xứ Mỹ này nó rất là máy móc, con người ta nó máy móc dữ lắm, con người ta nó giống như một cái người máy robot vậy đó. Các bạn chết chưa vào con. Thank you. Thank you. Các bạn thấy cuộc sống ở đất Mỹ nhiều khi mình nhìn thấy thì nó ham, qua được thì cũng tốt, nếu mà có người đỡ đầu, nếu mà có Lợi Minh đỡ đầu thì ok. Các bạn thấy, còn không có người đỡ đầu đó, có nghĩa là người ta có công ăn việc làm, có cái đời sống nó ổn định đó. Các bạn biết mình qua thì mình đỡ vất vả hơn, mình sẽ làm được, đi làm rồi kiếm tiền. Nhưng mà đời sống ở Mỹ anh chị em các bạn ơi, tôi nói làm kiếm được số bón số tiền về về với quê hương của mình cũng cũng ngon hơn. Để sống ở xứ mình nói tiếng ngôn ngữ của mình và cái văn hóa. Các bạn thấy Việt Nam Tết Nguyên Đán rất là vui, những ngày lễ này lễ nọ, cuộc sống bây giờ người ta ăn nên làm ra rất là thoải mái, chịu khó làm. Việt Nam bây giờ mà biết cần kiệm chịu khó làm không đến nỗi mà tệ đâu, không đến nỗi mà phải đi đứng đường, không đến nỗi mà phải chạy đâu ta, không đến nỗi mà mình phải đi ra ngoài đường ở. Tôi không nghĩ là nó, tôi thấy đời sống Việt Nam bây giờ không đến nỗi tệ như vậy. Tôi về tôi sống tôi thấy, cho nên chúng ta hãy cố gắng lo làm ăn. Chào Sơn Bùi, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Cũng như mình ra nước ngoài được, mình làm kiếm được số 4 dành dụm, bây giờ cái cơ hội ở Việt Nam còn rất là nhiều, còn tốt lắm. Nếu mà sau này mà trở về với quê hương là chỉ đứng đó nhìn thôi, chỉ nhìn mà rơi lệ thôi, nhìn thấy hối tiếc. Sẽ tiếc nói những gì mà Lợi Minh chia sẻ ngày xưa. Bây giờ sau này Việt Nam đời sống nó cao lên, các bạn thấy nó giống như Hồng Kông, Đài Loan, Singapore. Các bạn thấy đời sống nó cao lên rồi, mình trở về thì đâu có đụng vô nổi nữa. Các bạn thấy ở Việt Nam bây giờ có những khu thành phố người ta cũng chạy xe ô tô ầm ầm, ở vùng Buôn Ma Thuột xe ô tô mà nó xếp hàng, nó chạy đưa con đi đón trường học mà thấy đâu có thua gì giống ở bên Mỹ đâu. What kind of knowledge when you can benefit? What kind of the knowledge? The knowledge you have to be on your own. Anh nào là phạm. Thì để Lợi Minh chia sẻ với anh về vấn đề knowledge, anh phải anh design, như design là anh phải
bây giờ nếu nói chung là bây giờ anh có tiền đi, anh gặp Lợi Minh đi, Lợi Minh mới gặp là anh em mình gặp ở Việt Nam một chuyến đi, Lợi Minh sẽ cố vấn cho anh. Nói này nói thật đấy, là anh bây giờ giống như mới nay anh sẽ giống như Lợi Minh vậy à, buồn lên máy bay anh biết là khoảng tháng 3, tháng 4, tháng 11 này nè, bắt đầu vé nó rẻ, anh đi khoảng tháng 3, tháng 4, tháng 5 trở lại gì vé có 400, mà anh biết có năm Lợi Minh đi có 450 á, nó sale, nó cho miễn sao có vé đi thôi. Lúc nào mà vé nó sale đó, anh em mình đi về bển một chuyến, rồi Lợi Minh sẽ giới thiệu dẫn cho anh những cái đường đi nước bước. Bây giờ anh có căn hộ rồi đó, bây giờ kỳ này về anh lấy cái thường chủ nhân đi, anh làm xong cái quốc tịch chưa, giấy mình phải đi từng bước một, giấy tờ hợp pháp hết đâu qua đó, và về Việt Nam Lợi Minh sẽ giúp anh cố vấn cho anh lấy cái thường chủ nhân, rồi mình sẽ đi từng bước. Nếu mà cái chung căn hộ của anh đó, anh lấy cái thường chủ nhân xong rồi đó, Lợi Minh như anh á bán, quay ra nếu mà thấy có lời bán đi, cầm số tiền đó Lợi Minh dẫn anh đi đầu tư. Nói với anh mà anh không mời nay, mà anh có giờ mời sau này mà vợ con anh không có muốn về, anh về đó, anh cứ có một cái nhà, miếng đất, miếng vườn, anh cứ sống lúc nào lâu lâu cái về thăm vợ thăm con, rồi tiền hưu là cứ lãnh, tại vì anh mang hai quốc tịch mà, cái quyền lợi, cái benefit của anh rất là nhiều, mà anh phải gặp đúng cái đối tượng người ta chỉ dẫn cho anh, như là nhất là anh gặp Lợi Minh này, bảo đảm với anh Lợi Minh nói thiệt á, anh không bao giờ thất vọng. Lợi Minh này là dân làm ăn mà, Lợi Minh hiểu biết cái cách làm ăn và với cái kinh nghiệm làm ăn ở Việt Nam là 10 năm rồi anh Na Lệnh Phạm. Nói thiệt gì nói với anh chứ hồi lúc đầu về á, hồi lúc đầu về Lợi Minh cũng lên bờ xuống ruộng á, cho anh biết. Không biết có dịp Lợi Minh sẽ kể cho anh nghe, Lợi Minh cũng lên bờ xuống ruộng chứ mới có được hôm nay ở Việt Nam á. Chứ đâu phải đâu. Hồi đó mới về luật pháp đồ, chứ lại cái môi trường sống mình đi lâu năm quá rồi không có hiểu á, anh biết đầu tư ham quá rồi người này chỉ người kia chỉ đó, khi mà đầu tư ở Đồng Nai Lợi Minh bị thất bại lúc đó là bỏ của chạy lấy người, rồi cũng xém mất đất mất của chứ không phải giỡn. Nhưng mà sau này mình làm rồi thấy mình hợp thức quá vấn đề mà giấy phép nữa, với lại cái công dân á, rồi sau này Lợi Minh tự đứng tên hết, làm ăn anh về Việt Nam anh làm ăn là anh phải đứng trên cái đôi chân của anh phải hiểu về pháp luật. Còn vấn đề mà lộn xộn ở trên cộng đồng Facebook này, anh em kiều bào đừng có quan tâm quá. Cái vấn đề trên Facebook này hiện nay nó chỉ là mô hình dân sự thôi, cũng như một số anh em mà gọi điện inbox đồ cho Lợi Minh cảm thấy hoang mang, đừng có nhúng tay vào, đừng có đụng vào những mấy cái chuyện mà của một số người, những một số người trong nước họ lên này họ khiêu khích đồ này kia đó, đừng có đụng vào. Cái này Lợi Minh phiên thật tình, đừng có đụng vào. Tại Lợi Minh sống ở Việt Nam 10 năm mà Lợi Minh hiểu về pháp luật Việt Nam. Cái Facebook này nó chỉ mang tính cách dân sự thôi, dù người đó có mặc đồ quân phục hay là người đó có nói rằng tôi là an ninh hay là công an hay là cái gì. Tôi nói anh chị các bạn hãy tin tưởng Lợi Minh, anh chỉ với tôi chứ không có gì hết. Cái vấn đề pháp luật Việt Nam với lại chung các bạn, bắt các bạn là những người mà có hai quốc tịch đó, đông rúa rồi bao đã, đừng có để tâm nhiều quá mấy cái chuyện đó, đừng có cảm thấy sợ. Các bạn luôn luôn được nhà nước Việt Nam bảo vệ trong cái nghị quyết 36 và trong cái Bộ Ngoại giao Việt Nam, người ta luôn luôn bảo vệ, không có ai làm hại đến tất cả những kiều bào nào cả, ngoại trừ quý vị là những người mà những người mà tìm cách chống phá xuyên tạc đất nước thôi. Mà anh em chúng ta thì là những người yêu nước vì cái sự bình yên và muốn làm tốt cho quê hương thì không có gì mình phải sợ cả. Tôi nói thật một câu, còn người này kia hù dọa an ninh, ăn con khỉ gì, công an công gì đó, kệ nó. Ở trên mạng này nó chỉ hù ma nhát khỉ vậy thôi, chứ ở ngoài đời thật thì
hơi bị khó, tôi nói thiệt á. Ở ở đời thật bây giờ cái xã hội Việt Nam, cái bộ pháp quyền càng lúc nó càng tốt hơn, nó càng chỉnh đốn cái đội ngũ an ninh rồi bên công an, mọi ngành nghề, mọi ngành rồi nó càng lúc nó càng chuẩn hơn, chứ không phải giống như một số người họ lên này họ lạm dụng, họ hù ma nhát nhát quỷ hù khỉ rung cây đâu. Đừng đừng có sợ mấy cái đó, đừng có quan tâm cảm thấy mà hoang mang về vụ đó. Đến đây lợi mình nói thiệt, mình cần cái gì, quý vị cần cái gì có thể điện lên đại sứ quán Việt Nam, gọi lên bên bên bộ chính trị Việt Nam, các bạn có thể gọi trực tiếp phàn nàn và nói về những sự việc xảy ra của một số thành phần nào nó lợi dụng trên mạng, nếu mà nó dùng tên thật. Mình cứ phàn nàn lên đó, bên Bộ Ngoại giao, bên Ủy ban người Việt, người ta luôn luôn lắng nghe quý vị. Còn mình làm ăn ở Việt Nam cũng vậy, tôi nói là đừng có đụng vô mấy cái thành phần trên Facebook này mà nó lợi dụng chức quyền lên đây nó hù, nó dọa quý vị. Đừng, không có phải quan tâm mấy vụ đâu. Nếu mà tôi quan tâm mấy cái tụi này chắc là tôi té đụng ra tôi xỉu rồi. Tôi thấy tụi nó rất là buồn cười. Tự nó suy diễn ra rồi tự nó đoán rồi tự nó suy nghĩ ở Hằng Lợi Minh là một cái là người giống gì, là giống như kiểu là gì tao, là ở bên hải ngoại thì có Hằng Lợi Minh gì đó, trong nước thì có. Tôi thấy hết sức là buồn cười, hết sức là buồn cười. Nó không có nó, họ tự động họ suy đoán không à, họ họ suy đoán ra cái điều đó thôi à. Nó không có một cái bằng chứng hay là một cái gì hết, chẳng lẽ tại vì tôi thấy nó buồn cười lắm, nó rất là tiếu cười. Mình đọc mấy cái người mà lên trên trong nước á, mấy cái người thành phần trong nước lên này nó muốn rìu qua mắt thợ, nó làm nhiều cái chuyện, mình đọc mấy cái task của nó viết á, ngồi dưới cười ra tới cười thì thôi đi. Nhiều ông thì cứ lợi dụng mấy cái bộ đồ quân phục đó, lòe này lòe người đó, tại vì luật pháp Việt Nam người ta quá dễ dãi, nhà nước Việt Nam quá nhân đạo, cho nên để mấy ông lộng hành vậy thôi. Chứ mình trung ương hay là phía bên bộ rồi người ta đụng vô là mấy ông cũng sẽ dăng vô dắt, mấy ông cũng chết chứ không phải giỡn, để cho mấy ông ngồi đó làm trời làm mây làm mưa cho nó vui chơi vậy thôi. Tôi nói thật đấy, chứ mấy ông là cái quỷ gì mà lên đây dọa người này dọa người kia. Nói chung là một khi một người công dân bình thường thì anh với tôi cũng bình thường thôi, không ai làm gì phạm pháp, chẳng ai đụng gì ai, thành ra cái không có gì phải lo đâu anh Cầm, anh Alan. Tôi lấy sinh mạng tôi ra, tôi bảo đảm anh chị em các bạn không có gì đâu. Mấy thằng quỷ, mấy thằng khùng tiếc á. Vài bữa đó tôi về bình thường thôi, có gì đâu, tôi đi đi về về hoài gì. Tại vì mới đây gần đây tôi mới tham gia trên cái cộng đồng Facebook rồi nó loạn lên đi, nó tham gia vào mấy cái vụ live stream live tweet rồi. Cuộc sống mình mà cứ mình cứ sống thượng tôn pháp luật, mình làm đúng theo luật pháp Việt Nam và những gì đảng và nhà nước họ họ đưa ra những cái luật pháp thì mình cứ sống đúng vậy thôi, không có gì phải sợ cả. Thành ra bà con kiều bào cứ yên tâm, tôi thấy hiện nay thì mấy cái thành phần mà lợi dụng chức quyền rồi ở trên mạng này, cái đó là tào lao, cái đó là rất là tào lao. Lên mạng mấy cái đồ quân phục lè cái này lè cái kia, tôi thấy nó cười mẹ. Tôi lấy đồ mấy cái đồ quân phục tôi ghẹo mấy thằng ba que cho nó nhảy dựng lên thì không nói gì. Mà tôi thấy mấy ông này lên mạng mặc đồ quân phục đồ vô, mấy ông nó về hưu rồi, là mấy ông chỉ là dân thường thôi, là dân thường giống như tôi thôi, chẳng là cái quái gì hết. Đừng có bà đặt giỏ này giỏ ở kia, mình cứ sống đúng rồi, mình cứ sống đúng theo pháp luật thôi Hồng Hạnh. Pháp luật Việt Nam sẽ bảo vệ mình không có làm gì sai, mình không có chống phá nhà nước, mình không có tuyên truyền bậy bạ, mình lên này mình sống, mình yêu tổ quốc của mình
chống lại những cái luận điệu xuyên tạc sai trái thôi. Còn những thành phần khác họ chụp mũ mình, kệ họ. Chừng nào mà cơ quan chính quyền mà nhà nước Việt Nam mà người ta kêu mình lên, người ta hỏi mình điều đó có hay không, mình cái đó mới thật sự thôi. Mà cơ quan nhà nước người ta không có đến nỗi mà người ta mù quáng đến độ như vậy, đi làm mấy cái chuyện như vậy nữa. Người ta hiểu chứ không phải người ta hiểu, người ta biết hết. Mà tại vì hiện nay trong vấn đề dân sự trên cộng đồng mạng này, về vấn đề pháp luật Việt Nam của mình, nó chưa có an ninh mạng và chưa có luật pháp, nó chưa có thực thi và những cái vấn đề trên mạng đồ đó, thành ra nó xảy ra những cái nan đề. Và bên cạnh đó nữa, cái vấn đề mà người Việt của mình họ đầu tư vào cái những cái kênh họ kiếm được cái lợi nhuận nữa, cho nên họ phải cố đắm ăn sôi thôi. Nếu mà họ không kiếm được cái lợi nhuận thì tôi bảo đảm là họ sẽ không làm đâu. Họ không phải ngồi thức đêm thức khuya mà lên trên mạng này để đặng mà cố đắm ăn sôi đâu. Tôi không tin vậy. Cái người Việt của mình tôi biết mà, họ làm cái gì có lợi, cái lợi nhuận thì họ mới làm thôi. Đa số tôi thấy là như vậy, đa số tôi thấy như vậy. Cái này tôi nói thì mất lòng thì đành chịu thôi. Tôi thấy đa số là như vậy. Họ có cái lợi nhuận, cái quyền lợi gì đó thì họ cố đắm ăn sôi, họ đi đặng mà họ làm tới lúc nào mà còn không được nữa thôi. Tôi nghĩ rằng cái cộng đồng mạng Facebook của người Việt ở trong nước từ từ nó sẽ ổn lại thôi. Anh em các bạn chúng ta cứ yên tâm và tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước và pháp luật của Việt Nam, chẳng có gì phải sợ rồi. Dạ anh Alan Phạm, anh nếu mà anh có cái chuyển vọng, anh có cái mơ ước về Việt Nam, anh em mình sẽ gặp một chuyến đi, rồi Lợi Minh sẽ giải thích và sẽ chỉ dẫn, rồi mình sẽ đi vào những cái thực tế hơn. Chứ còn nói trên mạng nhiều khi mình chỉ chia sẻ một cái phần nào thôi, anh biết không? Đấy, anh thấy VinFast cũng là, Phạm Nhật Vượng cũng là một kiều bào, người ta trở về Việt Nam nhiều lắm anh ơi, người ta về người ta làm ăn buôn bán, người ta làm ăn ở Việt Nam rồi cuộc sống. Nói chung là mình cứ biết hiểu biết pháp luật và thượng tôn pháp luật và chấp hành luật pháp nó chuẩn mực thì mọi thứ nó đều trôi chảy tốt thôi, mà không có gì phải sợ cả. Mấy cái đám mà lóc cóc len keng trên này, tụi nó dọa người này dọa người kia, rồi chụp mũ người này chụp mũ người nọ, cái đó là tào lao. rất là tào lao. Ngay cả Lợi Minh về bên an ninh, người ta gần xe lại, người ta hỏi Lợi Minh cờ đỏ là ai, ai tổ chức vậy, nhóm nào vậy, người nào. Người ta hỏi còn không biết mà. Họ còn không biết là bên an ninh Tiền Giang. Chứ không phải là an ninh của mấy chỗ khác. Tôi nói ngay cả bên an ninh, một cái đội mà cái ông mà bên trưởng phòng bên an ninh xuống phải cũng ngồi chất vấn dữ lắm. Lúc đó làm mình cũng hơi quê. Cho nên nhiều khi mình biết rồi thì mọi chuyện nó cũng tốt đẹp thôi. Thôi thì Lợi Minh chỉ chia sẻ anh chị em các bạn. Hẹn gặp anh chị em các bạn sau. Bye bye.